lên giống Minh Trung chào anh em. Đây là lên giống sai 500 sau một tháng thả nhé, bên đi đặt khoảng sai 100 có con vượt đàn hơn chục. Hiện nay sai có sẵn sai 1.700, 800, 500, 200, 300, 100. Đây là sai 100 nha anh em. Anh em không cần tham quan trại giống thì cứ gọi vào số 0789 857 854 nha, gặp được trại giống lớn giống nhân tạo nha anh em. Bên mình có hướng dẫn cả kỹ thuật nuôi lươn đông phân và lươn đông nhân tạo. Hiện nay là bên mình có 3 mô hình đang đồng hành cùng phát triển cùng làm, đó là mô hình thứ nhất là nuôi lươn đông phân, mô hình thứ hai đó là nuôi lươn không bún kiểu thay nước, mô hình thứ ba đó là nuôi lươn tuần hoàn công nghệ cao. Tuần hoàn công nghệ cao nên là bác nào quan tâm hoặc muốn tham quan muốn tham quan các cái mô hình nuôi lươn thì cứ liên hệ mình tư vấn, mình giới thiệu cho các bạn. Đây là lươn nhân tạo, điện thoại tư vấn là 0789 857 854 nha. Thầy luôn tiền đây cho anh em xem nha. Đến đi nha. Đây là lươn đông phân nha. Đến đi đến được cử cho anh đây. Có các bạn luôn. Có nỗi bạc đấy nè. Cái điều kia một bạc con ạ. Bạc nào mà cần tư vấn về các cái trại ở đây là mô hình trại bạc nhé. Đây tư vấn cho các bạn nuôi kỹ thuật nuôi lươn đông phân này, lươn nhân tạo. Đây là thấy được này. con mô hình tuần hoàn rồi nhé các bạn. Rồi các bạn điện thoại tư vấn 0789 857 854.